Dạ rồi, xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị gần xa đang xem kênh ha. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Lan có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống dảo nhung ha. Hàng ghép gốc nhất liền cốt, tàn dáng bay, tàn xung xuê ha. Cây ghép được 6-7 năm cô chú anh chị ha. 6-7 năm, 7-8 năm. Hàng cực kỳ là già mùa luôn cô chú anh chị ha. Mức giá cũng khá là yêu thương ha. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi em cũng chào cô chú anh chị nha. Em cũng cảm ơn cô chú đã anh chị đã yêu thương và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Rồi em cũng xin nhắc lại số điện thoại của em là 0376910321 cũng là số Zalo em luôn ạ. Rồi hôm nay em cũng tiếp tục là kênh Zalo cô chú anh chị mình là 10 cái dảo nhung hàng lớn ha cô chú anh chị mình. Dán bài ha. Đây. Cái tàn quá đã luôn cô chú anh chị ha. Tàn đặc gật, nụ thì bao nụ nụ hơn nụ đầy lộc nữa nè. Nụ sáng nụ lắm nha cô chú anh chị. Vàng này nụ sáng nha. Hàng bay này không có nhiều hết cô chú anh chị mình. Hàng bay này là em bao cô chú anh chị mình hàng bay tự nhiên. Ghép gốc nhớt liền đầu ghép luôn. Rồi xoay vòng cái đây bà chú. Cái này bay thì hơi ngắn tí xíu ha, nhưng mà được cái tàn rất là kẹo nha cô chú anh chị ha. Vàng đế có luôn, nguyên củ nằm. Xuất sắc cái vàng củ nằm luôn cô chú anh chị, quá đẹp. Cái này xuất sắc nha. Đây, cho xin thông số luôn bà chú ơi. Hoành thân điểm này chỉ có 9,5 ha. Rồi. Cái cũ nó được 25. Chiều cao là 32. Cái chiều bay là 788. Rồi. Rồi cái bay này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là chỉ là 1.200.000 bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc ha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 18A. Rồi. Cũng vẫn là dảo nhung nữa ha cô chú anh chị mình. Cũ này dạ lên xù luôn. Cái này bay lên cô chú anh chị ha. Ồ, nguyên cái cũ này cô chú anh chị ha. Quá trời cái cũ, cái này lên da me luôn cô chú anh chị ha. Cái cũ nó lên da me luôn cô chú anh chị. Nè. Góc ghép. Cái mắt ghép nè. Quá xa đẹp. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Cái này thì cái dáng nó nằm từ nhỏ luôn cô chú anh chị ha. Hàng chỉnh sửa. Cái này mình không có ép dạng mà chỉnh sửa cô chú anh chị. Hoành thân 14 nha. Rồi. Và tổng cái đệ đế nó được 43 luôn ha. Rồi. Cao lên chỉ có 30 thôi. Còn chiều bay em tính từ mí này qua tới mí này ha. Là 1m06 nha cô chú anh chị mình. Rồi. Cô chú anh chị mình nhìn em đo ha, chứ đừng có về đo khác là em không cảm em ha. Mình đo cái chiều khác thì cái đương nhiên là cái thước nó sẽ khác nha cô chú anh chị ha. Đây cô chú anh chị mình, cây này về đổ là đúng bài nè cô chú anh chị. Cái này mà về lên đổ một cái là đúng bài luôn ha. Cái đế nó nâng lên một chút xíu nữa ha. Cái này nó nằm đi để nó bỏ xuống cô chú anh chị. Rồi cái bài này em giao luôn cô chú anh chị mình giá 1.500.000 ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 19. Rồi. Ta lấy đi shop thôi. Một ngồi nè. Rồi mã 19A nha cô chú anh chị. Cũng là dảo nhung ha cô chú anh chị mình. Rồi cái cây này cái nó hơi đổ cô chú anh chị ha, hơi lai đổ một tí xíu cô chú anh chị. Cái này về mình nâng nâng cái đế nó lên tí xíu ha. Rồi ra đổ rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó. Ra đổ đẹp nha. Cái này liền cốt, hàng liền cốt 100% hết cô chú anh chị. Không xấu luôn bà chủ ơi. Và em đo điểm này ha là 11 nha. Rồi. Cái cũ là được 17. Rồi. Chiều cao là 33. Cái chiều bay nó được là 90. Rồi. Rồi cây này giá cũng vẫn là 1.200.000 ha cô chú anh chị mình. Rồi, đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 20A. 20. 20 cũng vẫn là dảo nhung ha. Rồi, cây này dán bay luôn cô chú anh chị ha. Tàn rất là kẹo nha cô chú anh chị mình. Hàng này già mùi dữ lắm rồi cô chú anh chị. Đầu ghép thì còn xíu nữa liền ha. Lên da me hết rồi cô chú anh chị ha. Góc dạ cô chú anh chị. Quanh em đo điểm này ha là 12. Rồi. Cái cũ là 18. Cao lên là 36. Nút non ngon non cô chú anh chị. Còn cái chiều bay nó được là 90 nha. Rồi. Rồi một cái bay này cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng vẫn là 1.200.000 ha. À, cái này xuống đổ cũng được luôn nha. Cái này xuống đổ đẹp á. Đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 21A. Cũng vẫn là dảo nhung luôn. Rồi. Dảo nhung bông đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình về mình nhìn cái vàng cốt nó cứng ngắt luôn cô chú anh chị ha. Vàng xương cốt nó cứng ngắt luôn cô chú anh chị. Nụ ngon lành nha. Rồi, cái củ nè, nguyên cái củ quá đẹp luôn cô chú anh chị. Xuất sắc củ. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Hoành thân là được 12. Rồi. Cái củ 23. Chiều cao lên là được 44. Rồi. Còn cái chiều bay của em nó là được 97 ha cô chú anh chị mình. Rồi. Gần 1 mét ha, cô chú anh chị mình thấy bay cỡ nào ha nè. Cây này cực kỳ đẹp ha. Rồi.
Rồi giá cũng chỉ là 1.100.000 thôi cô chú anh chị mình. Rồi đỡ cái ha. Rồi tiếp theo cái mã số 21 cũng vẫn là vỏ nhung. 22A. Cũng vẫn là vỏ nhung ha. Cây nút màu sáng luôn cô chú anh chị ha. Rồi nhấn bài luôn ha. Rồi. Cụ đế có luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Cái này đam số hơi cực ha. Hoành thân là được 11. Rồi. Cái cũ được 21. Chiều cao lên là 31. Còn chiều bay nó được là 89 ha cô chú anh chị mình. Đây quay chiều này mới thấy rõ chiều bay ha. Quá đẹp. Rồi. Cây này giá chỉ 1 triệu đồng ha cô chú anh chị mình. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 23A. 23 vẫn là dảo nhung luôn ha. Rồi dảo nhung luôn. Lâu này em chỉ có 10 cây ha cô chú anh chị mình. Nụ ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Hàng này hàng cực kỳ già mùa luôn. Cũ đẹp lắm cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Cái này quanh cho cả 11 á. Ngon được. Quanh thân là 10. Rồi. Chiều cao lên là được 30. Chiều bay là 89. Rồi. Rồi cái bay này cũng vẫn cho luôn cô chú anh chị mình, giá chỉ là 1 triệu luôn ha. Đây. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 24. 24A. Cũng vẫn là vỏ nhung luôn ha. Rồi à, cây bay. Bay này rất là khéo nha cô chú anh chị mình. Cũng cũ luôn nè cô chú anh chị ha. Cũ này giữ dằn cái cũ nha. Cũ tròn đã lắm nha. Hàng già mùa thì bao chuẩn bông cô chú anh chị mình ha. Rồi. Quanh thân được 13. Cái cũ 28. Cao lên là được 33. Rồi. Chiều bay là được 95. Rồi một cây bay mã số 24 này em giao lưu cô chú anh chị mình là 1.300.000 ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Cây ha. Rồi tiếp theo mã số 25A. 25A. Rồi. Cũng vẫn là vỏ nhung luôn ha. Đó. Bay cô chú anh chị mình nhìn cành bay nè. Rất là khéo ha. Nút nụ ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Nhìn cũ nè. Rồi thông số luôn bà chú ơi. Hoành thân là được 12. Rồi. Cái cũ là 22. Chiều cao lên là 38. Chiều bay là 1m1 nha cô chú anh chị mình. Rồi. Đó, cái bay này hết bài cái bay luôn. Quá trời đẹp. Đó. Luôn cái bay luôn cô chú anh chị ơi. Dảo nhung nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.600.000 ha. Rồi đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 26A. Rồi. Cũng vẫn dảo nhung ha. À, cực kỳ không? Bài rất đẹp nha cô chú anh chị ha. Cái cũ nó bự lắm cô chú anh chị. Chi cạnh đẹp ghê không? Rồi. Nhìn cái cũ luôn cô chú anh chị ha. Em đo cái mắt ghép cho cô chú anh chị mình xem tiếp ha. Cái mắt ghép hiện tại điểm này là được 13 ha. Rồi. Còn xuống cái bụng phệ dưới này là được 19. Rồi. Cây thì nốt ngủ đế sáng. Đế thì nguyên bụi đế luôn ha. Sáng ngủ. Cao lên là 40. Chiều bay cũng vẫn 1m1 ha. Cô chú anh chị nào chơi cặp này rất phê ha. Đây. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hàng bay không chỉnh sửa cô chú anh chị mình. Rồi. Rồi cái này em bao cô chú anh chị mình là bao nụ ha. Bao ship rồi bao luôn hoặc hoa ha. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.800.000 ha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi cây này cũng là cái cuối clip của em ngày hôm nay luôn đi. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ hết clip ha. Rồi em cũng xin nhắc lại số ủng hộ của em là 0376910321 cũng là số Zalo của em luôn ạ. Rồi em xin chào hẹn gặp lại ha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Lan cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.